Hello, xin chào mọi người, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của HPS. Ok, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với MV mới nhất của Đức Phúc các bạn. MV mang tên là Mùa Hè Tuyệt Vời, La La Wonder, với sự kết hợp giữa Đức Phúc và Tăng Duy Tân các bạn. Ok, let's rock the summer. 1, 2, 3. Xem MV này có gì đặc biệt hay không nhé. The Wonder, Vin Wonders. Ok, như vậy là mình vừa mới theo dõi MV Mùa Hè Tuyệt Vời, La La Wonder của Đức Phúc kết hợp cùng với Tăng Duy Tân mọi người. Thì đây là một MV như các bạn đã thấy, đó chính là cái MV mà mang đậm cái màu sắc, mang đậm cái vibe summer, mùa hè, đầy ắp những cái hình ảnh về những cái khung cảnh đi chơi, khu trò chơi, công viên nước, những cái đặc trưng vô cùng là nổi tiếng trong một mùa hè mà chúng ta phải có thể là phải spend time, dành thời gian ra để có thể nghỉ ngơi, giải trí và cùng mọi người, gia đình đi chơi du lịch vào những ngày hè nóng bức như thế này. Đó, những cái cảnh công viên nước nè rất là quen thuộc các bạn đó, rồi có những cái khu vui chơi tàu lượn siêu tốc, rồi vòng đu quay, những cái cảnh quay mà nó mang đậm cái màu sắc
mùa hè trong MV lần này của Đức Phúc. Thì đây là một bài hát khá là đơn giản và nó cũng đem lại cho mình một cái sức sống mới, chính là một cái không gian mùa hè, summer, là chúng ta phải vui tươi hơn, dành thời gian nhiều hơn để relax và thả hồn trải nghiệm vào cái khoảng thời gian mùa hè này. Đó, một cái MV mà đậm chất mùa hè của Đức Phúc luôn các bạn. Có nghĩa là Đức Phúc trong năm nay là đã cho ra MV Idol vào mùa Valentine, thì lần này là Đức Phúc chuyển sang MV mùa hè các bạn. Thì không biết là trong thời gian sắp tới có MV về mùa đông hay mùa thu gì không. Còn về phần melody bài hát thì một bài hát đối với mình nó có giai điệu khá là vui tươi và nó có những cái tiết tấu bài hát, những cái tiếng âm thanh của những cái nhạc cụ kiểu hơi tropical, hơi vùng miền biển các bạn. Đó, cảnh quay thì chúng ta có thể đoán được là cảnh quay này thì tập trung vào cái khu du lịch Vinpearl của ở thành phố Nha Trang các bạn. Đó, và cái màu sắc của MV nó bắt nắng và nó làm cho mọi thứ rất là vui, rất là thoải mái và nó có màu sắc vô cùng là chill của summer luôn mọi người. Ok, và có một điều khá là đặc biệt và có thể là cái điểm nhấn duy nhất trong MV này, đó chính là cái phần vũ đạo các bạn. Cái phần vũ đạo mà chân đứng lắc của Đức Phúc cùng với tất cả mọi người trong MV này các bạn. Ở cái phần điệp khúc chúng ta xem lại đoạn đó nha. Đâu rồi? Đây, chân đứng lắc các bạn. Đây sẽ là một cái trend tiếp theo mà Đức Phúc có thể sẽ tạo ra trong thời gian sắp tới, đặc biệt là vào dịp mùa hè này, với cái trend đứng tay chân lắc theo giai điệu bài hát, nhìn rất là thú vị các bạn. Và hầu như là ekip trong toàn bộ bên này là ekip, cũng như là mình thấy là toàn bộ ekip cũng như là nhân viên trong cái khu du lịch này đều ra để có thể tham gia vào trong cái MV của Đức Phúc các bạn. Cả một chặng đường dài trôi, ta cho mình vài ngày được thành thơi, bỗng thấy cuộc đời này thật tuyệt vời. Tạm biệt mọi điều phiền lo, ta bay vào một vùng chỉ tự do, hay nắm chìm vào mùa hè tuyệt vời. Một mùa hè thật tuyệt vời. Ok, và điều tiếp theo mình thích đó chính là cái phần trang phục và màu sắc của MV. Mình thích những cái MV mà nó có những cái màu sắc nó sáng như thế này các bạn, nhìn nó rất là đầy sức sống và nó với giai điệu bài hát nó cũng sống động nữa, nó làm cho những cái căng thẳng và mỏi của mình nó có thể được đẩy sang một bên để mình có thể tìm cho mình một cái khoảng không gian thảnh thơi để thưởng thức âm nhạc cũng như là thưởng thức những cái cảnh đẹp của Việt Nam luôn các bạn. Những bài hát nó mang đậm một cái vibe rất là tích cực như thế này thì thật sự là rất là phù hợp trong thời điểm hiện tại, đặc biệt là vào mùa hè rất là nóng nực như thế này mà có những bài hát nó cực kỳ mát mẻ, cực kỳ là không khí biển nè, công viên nước, rồi gió cây, mọi thứ rất là chill luôn các bạn. Chúng ta xem lại những cái đoạn cảnh đẹp cho MV này cũng như là nghe lại những cái câu lyric hay nha. Hãy cùng mùa hè để ta thêm thành thơi, một nơi mà cứ ngỡ đâu là cứ ngỡ đâu là mơ. Hãy bao khát khao trong tim xa tan đi ưu phiền. Có sống xô rìa rào, có tiếng cây lá xôn xao. Ok, một bài MV rất là đẹp, rất là tươi mới, tổng hợp về những cái cảnh quay đặc trưng của mùa hè các bạn. Có ngất ngây của mùa hạ, tiếng trái tim hát ngân nga. Ta muốn phiêu lưu để sống trời, để trên môi nở nụ cười. Chớ âu lo để làm gì, hề về lập ta phải đi thôi. Tuổi xuân nào đâu có sao, dân mình chẳng phải là. Cảnh san hô cũng rất là đẹp, quay dưới biển các bạn. Ok, chúc mừng Đức Phúc với MV mùa hè tuyệt vời cùng với sự kết hợp với Tan Di Tân các bạn. Và cảnh mình thích nhất trong MV này đó chính là cái cảnh là quay ở cái cung điện Vin Wonder đó các bạn. Đó. Ok,
và chúc cho các bạn sẽ có một mùa hè rất thật là nhiều màu sắc, thật là nhiều niềm vui cùng với gia đình và người thân nhé. Ok, và các bạn đã xem video clip reaction của mình, nếu các bạn thấy vui, thấy hay cho một like, share, một comment, và đừng quên hãy tiếp tục ủng hộ cho kênh của mình bằng cách bấm subscribe kênh cho mình nhé. Xin chào mọi người.